sau vụ cháy nhà trọ làm 14 người tử vong ở phố Trung Kính, Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy đã phát hiện 78 công trình không đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy bị tạm đình chỉ hoạt động. Ủy ban nhân dân quận giao công an quận là cơ quan thường trực tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức thực hiện các quy định về xử lý đối với các cơ sở bị tạm đình chỉ đang yêu cầu tạm ngừng hoạt động để khắc phục về phòng cháy chữa cháy, đồng thời chủ động tăng cường công tác kiểm tra hướng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ủy ban nhân dân các phường trên địa bàn được giao nhiệm vụ tổ chức thông báo công khai các cơ sở vi phạm đã bị tạm đình chỉ hoạt động và chưa đảm bảo điều kiện phòng cháy chữa cháy đã được yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các phường triển khai các biện pháp như có thể dùng barrier cứng chốt chặn, dán thông báo ngừng hoạt động tại các cơ sở, bố trí lực lượng dân phòng hoặc các lực lượng khác thuộc phường tham gia giám sát tại các cơ sở trên. Quận cũng yêu cầu các phường chủ động tổ chức giám sát chặt chẽ các cơ sở vi phạm về phòng cháy chữa cháy đã bị tạm đình chỉ hoạt động đã yêu cầu ngừng hoạt động để khắc phục vi phạm, vận động chủ các cơ sở chấp hành quy định để loại trừ nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy nổ. Trường hợp phát hiện cơ sở lén lút hoạt động, kịp thời có biện pháp xử lý triệt để theo quy định.